Vâng, con xin kính chào quý cha, quý tu sĩ cùng anh chị em lớp giáo huấn xã hội của Hội Thánh Công giáo, cùng các ca viên của ca đoàn đang có mặt tại hội trường trung tâm mục vụ Giáo xứ Ba Chuông ngày hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, như chúng ta đã biết, mùa vọng là mùa tỉnh thức và đợi chờ ngôi hai thiên chúa nhập làm người. Đây là cơ hội để mỗi Kitô hữu biết canh tân tâm hồn để là nơi xứng hợp cho Thiên Chúa. Là khoảng thời gian thật sự cần thiết cho mỗi chúng ta cùng bên nhau nhìn lại chính mình, nhìn lại những thiếu sót của bản thân với tha nhân và những sai lỗi với Thiên Chúa. Với ý nghĩa đó, ngày hôm nay, 10 tháng 12 năm 2023, Chúa Nhật của cha linh hướng Francisco Xavier rất vinh dự được tổ chức chương trình tĩnh tâm tại hội trường trung tâm mục vụ Giáo xứ Đa Minh Ba Chuông với chủ đề Tôi đến ban cho mọi người được sống sung mãn. Gioan chương 10 câu 10. Và trước tiên, con xin phép mời cha Francisco dâng lời cầu nguyện khai mạc. Con cũng xin quý anh chị em cùng toàn thể khách mời cùng nhau hiệp thông thật sốt sắng. Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban ơn thánh hóa cho chương trình diễn ra thật tốt đẹp. Con xin cảm ơn ạ. Con xin kính mời cha Vincent và tất cả quý vị vui lòng đứng lên để chúng ta hướng lòng đến Chúa Giêsu đang hiện diện trong cộng đoàn của dân Chúa, tức là trong tất cả các tín hữu của Chúa, để chúng ta dâng lời cầu nguyện qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria. Chúng ta vừa mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội hôm qua, và trong mùa vọng này không thể có lễ Giáng sinh, không thể có niềm vui mà chúng ta nói là vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế gian người thiện tâm, nếu không có cộng tác hết sức là rộng lượng của Đức Mẹ đã đón nhận ngôi lời để thụ thai ngôi lời và để ngôi lời lớn lên trong lòng mẹ và đã hạ sinh ngôi lời và rộng rãi trao cho được giải thoát, dứt khoát khỏi đất của tà thần của miền nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ. Xin Chúa sai Chúa Thánh Thần với bảy ơn thánh xuống trong tâm hồn chúng con, người lắng nghe và người nói, để chỉ nói lời Chúa và nghe lời Chúa, để như gương Đức Mẹ cho lời Chúa hình thành lớn lên trong cuộc đời chúng con, trong những ngày chúng con cùng cả hội thánh chờ đợi trong cầu nguyện, trong trai tịnh và trong khiêm tốn để đón ngày Chúa giáng trần sắp tới 25 tháng 12. Xin ngôi ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ba chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành những chứng được trời cho muôn người trong khắp nơi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Tiên con xin mời cha Francisco Xavier xin được phép bắt đầu phần thuyết trình của cha. Con xin cảm ơn ạ. Tại như trước mắt chúng ta là câu Gioan
tự nhân học đến để đem cho mọi người được cuộc sống sung mãn. Ta nghe đến cuộc sống sung mãn thì cái giả định cuộc sống đó phải thật. Nhưng mà hiện nay hình như trong cái thời kỳ kỹ thuật và khoa học đang vượt đỉnh tất cả sự của con người thì cuộc sống không còn nữa. Là cuộc sống đang bị ảo hóa rất nhiều cái... ở gia đình thì chúng ta thấy cái gì? Người vợ và người chồng tuy là đồng sàng nhưng mà dị mộc, tức là vẫn ngủ chung ở trong cái mái ấm gia đình, nhưng mà mỗi người mơ một giấc mơ riêng. Tâm thời gian để nhìn vào mắt nhau mà nói lên những cái tâm tình từ đẩy con, nhưng hôm qua một cái công cụ, nó là cái thành tích của con người bắt đầu từ cái điện thoại, thậm chí lời nói cũng tiết kiệm đến mức vì vấn đề kinh tế thôi, tin nhắn là rẻ hơn. Mình hôm nay anh có chuyện họp không về ăn cơm được với mình và các con, xin ở nhà cứ tự nhiên trước. Mình ơi, hôm nay em cũng có cái hoạt động ở công ty, thành ra đồ ăn có sẵn ở trong tủ lạnh đó, mình cứ tự nhiên. Và giữa cha mẹ với con cái cũng thế, người ta dành nhiều thời giờ, thậm chí ngay trong bữa ăn, để nói chuyện với người ảo hơn là cái người bằng xương bằng thịt đang cùng ăn uống với mình ở trên cái bàn cơm gia đình, thậm chí ở trong cái sinh hoạt của cái cộng đoàn ở dòng tu cũng xảy ra tình trạng là dành rất nhiều thời giờ không có tiếc sót cho chiếc điện thoại, cho cái người ảo ở cái đầu bên kia. Còn những người mà gọi là đã thề đồng sinh đồng tử với mình trong cộng đoàn thì có thể nói tiếc sót từng giây phút, bận rồi mắc công việc rồi nhiều cái lý do để trốn tránh trao đổi với giữa người với người. Cái tương quan liên vị lần lần teo tép lại trở thành cái tương quan ảo. Và một buổi chiều tại một cái hội đạo, cái thánh lễ rất là đông người đi dự, thậm chí người ta phải bắt ghế ngồi ra sân. Thì khi mà chúng ta, cái bầu trời lúc bây giờ nó cũng tối rồi, nhìn lên bầu trời thì chỉ có leo lét vài vì sao, nhưng nhìn xuống ở dưới sân nhà thờ thì sáng rực, thưa anh chị em, như là hội hoa đăng, bởi vì mỗi người là một cái điện thoại đang vui vẻ, và cái ánh sáng từ điện thoại chiếu lên gương mặt tươi cười và đang cũng lại chuyện trò với những người ảo. Trong nhà thờ, vị linh mục chủ tế đang gào lên những lời thống thiết cầu xin Chúa, khích lệ anh chị em để hướng lòng về Chúa, thì việc đó là việc của cha, còn chúng tôi có việc của chúng tôi, ảo hóa cả việc thờ phượng Chúa. Thưa anh chị em, rồi cứ như thế thì chúng ta không biết rồi sẽ tới đi tới đâu, nhưng chắc chắn là chắc chắn không thể có cuộc sống sung mãn khi mà cuộc sống không dựa trên cái sự sống thật mà dựa trên cái sống ảo. Bây giờ làm sao để có thể mường tượng ra cái mức nguy hại của sống ảo? Chúng ta đã từng nghe, nhưng hôm nay thì phải một sở thị. Cái sống ảo nó từ đâu và nó đang xâm thực vào trong những cái lĩnh vực cuộc sống hàng ngày của chúng ta như thế nào? Xin kính mời quý cha, quý tu sĩ và anh chị em chúng ta sẽ bắt đầu theo dõi. Cha, các quý sư và tất cả quý ông bà anh chị em, con xin tự giới thiệu, con là Phêrô Hồ Trung Đoàn. Hiện nay thì con đang công tác tại giảng dạy tại cho FPT và có bên trưởng Hồ Tách về lĩnh vực bên ngành chuyên ngành mình công nghệ thông tin, đặc biệt là cái chuyên môn về data analytics.
Dạ, thì hôm nay con vâng lời cha để con muốn chia sẻ với lại quý ông bà anh chị em một cái chủ đề, đó là về giới thiệu về công nghệ của AI. Thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em, thì tham vọng của con không phải là để mọi người hiểu sâu, hiểu biết nhiều về AI, mà con chỉ là đồng hành và chia sẻ một số kiến thức thực tế AI đang còn phát triển như thế nào. Rồi cho con xin được phép định nghĩa một chút về trí tuệ nhân tạo là gì. Thưa quý cộng đoàn, thì có nhiều cái định nghĩa về trí tuệ nhân tạo, nhưng mà con sẽ trích ra đây một số cái định nghĩa mà phổ biến nhất ở trong các cái học viện hay là các trường đào tạo quốc tế về chuyên ngành về computer science, đặc biệt là chuyên ngành sâu về trí tuệ nhân tạo. Thì trí tuệ nhân tạo nó là một nhánh, một chuyên ngành hẹp của ngành học, đó là computer science, tức là khoa máy tính ạ. Dạ. Thì của trí tuệ nhân tạo đó là theo đuổi để tạo ra một cái hệ thống computer hay là những cái máy móc mà có trí thông minh như con người, hay là cư xử, hành động hoặc là suy nghĩ giống con người. Người ta đang mong muốn tạo ra điều đấy. Và nếu như mà mình xét ở trí tuệ nhân tạo thì cái sự thông minh giống con người hoặc là bắt chước theo con người ở những khía thông minh và một hệ thống có thể bắt chước con người, người ta muốn đạt tới đó là về talking, về cái sự giao tiếp, trao đổi, về thinking, về suy nghĩ, về tự hiểu, về lập kế hoạch và sự hiểu biết. Là đây là những cái định nghĩa mà người ta muốn tính, và hay là một hệ thống sau này là những cái thiết bị người ta để chung đó là machine, thì nó sẽ muốn được thông minh như con người chúng ta. Rồi thì tiếp theo cũng là một cái sự định nghĩa tiếp, nhưng mà phân tích sâu một chút xíu. Cái sự AI được thiết lập cách đó là các nhà khoa học mô phỏng theo cái bộ não của con người suy nghĩ như thế nào, học tập, tự học, đưa ra những cái quyết định, rồi làm việc để cuối cùng giải quyết những cái vấn đề mà người ta khoa học hoặc là hiện nay người ta đang quan tâm, thì làm sao mà xử lý mô phỏng lại y chang cái cách của con người về learn, find và work. Và từ đó cái outcome đưa ra thì nó sẽ trở thành những cái basics về những cái thuật toán mà người ta sẽ phát triển, và ta sẽ lập trình ra những cái software và system để mô phỏng lại theo giống như cái bộ não của con người. Thì những cái vấn đề một lần nữa, trong cái slide ở phía trên có cái lĩnh vực mà người ta muốn cho mình, cho cái máy tính nó xử lý thông minh ở cái chỗ những như là việc mọi người thấy là tự hào, rồi nhận thức, rồi về vấn đề language, về vấn đề ngôn ngữ, xử lý ngôn ngữ, solving, tức là về vấn đề giải quyết các cái bài toán. Mục tiêu của AI thì có thấy thống kê thì khá là nhiều, nhưng mà tổng chung lại thì có hai mục tiêu mà con đánh giá là nó về mặt tổng quan thì nó hợp lý. Thứ nhất đó là người ta muốn cố tình tạo ra một cái hệ thống chuyên gia. Những hệ thống chuyên gia đây là những hệ thống mà chuyên sâu về một trong những cái lĩnh vực nào đó mà người ta mong muốn. Là ví dụ như là một bác sĩ
một bác sĩ AI chẳng hạn, tức là đi chỉ mỗi chuyên ngành hẹp đấy thôi. Đấy là người ta gọi là hệ thống chuyên gia. Thì hệ thống chuyên gia sẽ cũng vậy, làm mọi cái hành động cố gắng làm sao mà thật là xuất sắc ở trong cái vực đấy. Rồi thứ hai nữa, đó là người ta sẽ tham vọng tạo ra một cái cỗ máy mà có trí thông minh của con người. Thứ nhất là người ta mong muốn tạo ra hệ thống chuyên gia. Thứ hai là người ta mong muốn tạo ra một cái máy móc mà có cái human intelligence, tức là cái trí thông minh của con người, hoặc tương đương hoặc là hơn. Rồi những cái lĩnh vực mà AI hiện nay đang còn phát triển vào thì mọi người có thống kê ở đây một chút xíu, nhưng mà hiện nay thì khá là nhiều như là vấn đề về khoa học máy tính, về triết học, về tâm lý học, hay là về xã hội học, hay là các vấn đề về sinh học hay toán đang xâm lấn vào gần như là tất cả các cái lĩnh vực. Nếu như mà lĩnh vực lớn, ngành lớn thì hầu như đều có mặt. Rồi thì một chút xíu về history of AI từ sự phát triển khá là dài, nhưng mà ở đây con chỉ nêu ra năm cái mốc như vậy thôi. Thì cái mốc đầu tiên năm 1950 chính là cái năm mà người ta đưa ra được một cái dạy về một cái game lý về tìm cái giải pháp. Thì nó là cái bước đầu tiên, bước đệm, nhưng mà tới hiện nay thì người ta chính là John McCarthy. Ông đưa ra cái định nghĩa, đưa ra cái term về AI từ lúc năm 1955, và sau đó thì có những buổi thuyết trình ở các đại học. Thì cái AI bắt đầu từ cái thuật ngữ AI bắt đầu từ lúc đấy. Thế cho nên là bây giờ người ta sẽ John McCarthy này, ông chính là cha đẻ của cái AI. Dạ. Rồi một số cái như là năm 74 thì bắt đầu computer có thể phát triển nhanh chóng. Thì mọi người thấy là về cái thuật toán AI bắt đầu người ta bắt đầu nghiên cứu từ rất sớm rồi. Nó không thể bùng nổ được với lý do là cái phần cứng không cho phép. Tức là muốn các thuật toán AI phát triển được thì rõ ràng về mặt phần cứng, chắc là về AI đó, về chip của xử lý cho AI thì cực kỳ mạnh. Cho nên là lúc đấy công nghệ chưa phát triển được, cho nên là AI mãi dần sau này mới bùng nổ được, do là cái lĩnh vực về hardware phát triển mạnh, đặc biệt về lĩnh vực chip. Rồi những cái mốc tiếp theo thì đấy là những cái bước mà AI sẽ phát triển thêm thôi. Thì vài năm gần đây thì mọi người thấy là một cái mốc vô cùng quan trọng, đó là sự ra đời của ChatGPT, thì làm mọi người quá kinh ngạc. Và nó chỉ ở dạng là một cái kiểu như là đang vẫn là AI hẹp. Thì xíu nữa mọi người sẽ hiểu AI hẹp là cái gì. Thì slide tiếp theo. Rồi con sẽ xin phép qua một chút xíu về AI Techniques. Thì kỹ nói tóm gọn hết được, tại vì về mặt kỹ thuật của AI thì nó sẽ bao gồm nhiều lý thuyết, rất là nhiều lý thuyết. Rồi nhưng mà ở đây thì con sẽ đề cập một chút xíu về vấn đề đó là machine learning, rồi deep learning, rồi neural network. Và sau đó là sẽ đề xuất tới việc mà chúng ta sẽ phân loại thử AI có bao nhiêu loại. Thì mọi người nhìn thấy ở trên hình thì các nhà khoa học phát triển AI thì lại bao phủ luôn cả hai cái kỹ thuật mà chính, cái kỹ thuật lõi, đó là machine learning và deep learning. Thì machine learning nó lại bao phủ luôn cả deep learning, thì hơi chuyên sâu một chút xíu thì con sẽ không có giới thiệu sâu, thì xíu nữa con lướt qua một chút xíu thôi.
Rồi con chỉ nhắc với con muốn đề cập cái vấn đề mà mạng neuron thần kinh. Thì ở đây có một số anh chị làm bên lĩnh vực y khoa, thì cho nên con không cũng hiểu biết được về mạng neuron thần kinh. Nhưng mà mạng neuron thần kinh ở trong cái lĩnh vực computer thì người ta cố tình mô phỏng lại giống như là mạng neuron của con người. Tại vì về mặt mà chứa được những cái trí nhớ thì rõ ràng mạng neuron mới là cái sự siêu việt cho phép các thuật toán có thể học và tự cải tiến, và sau đó nó học bởi cái sai và cái quá khứ của nó để nó cải tiến chính cái thuật toán. Thì về mặt cơ bản thì đây là một cái kỹ thuật, một cái chương trình kỹ thuật các nhà khoa học phát triển ra để mà tạo ra một cái sự gọi là nó là bước đệm của về máy học, sau đó là nâng cấp lên là AI. Rồi con so sánh một chút xíu về machine learning và deep learning. Cả hai mọi người thấy là machine learning chính thực sự đó là một cái kỹ thuật của để mà có thể phát triển ra được AI. Nó là ở subset of AI, nó một tập con của để phát triển thành AI. Và chính deep learning lại là cái vấn của là tập con. Trong khi machine learning chỉ sử dụng được một cái tập dữ liệu nhỏ thôi, thì deep learning cho phép sử dụng một big data. Thì mọi người luôn luôn nghe bây giờ thời buổi công nghệ thông tin thì big data, ai mà chiếm lĩnh được cái data, tức là về data, thì người đấy sẽ kiểu như là sẽ giành thắng lợi, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh ạ. Thì cũng một lý do nữa mà trước đây không thể bùng nổ được AI, đó chính là việc mà các chip không có năng lực xử lý được big data, tức là dữ liệu. Nhưng theo thời gian thì mọi người đều hiểu rằng có một định lực Moore nói rằng cứ 24 thì cái lượng mà transistor, tức là có khả năng để tạo ra cái tốc độ xử lý của máy tính ấy, thì nó sẽ bằng cấp số nhân, tức là nhân 2 lên định luật Moore hiện nay vẫn còn đúng. Rồi cái machine learning thì nó được training bởi con người sẽ training cho nó, dữ liệu được training bởi đầu vào do con người chúng ta training cho nó, nhưng mà tự học bằng cách nào? Đưa vào cho nó những cái output, ví dụ cho nó tiếp cận với lại internet, cho nó ví dụ như là sau này những cái sensor nó cảm nhận được về môi trường, về những xung quanh, nó tự nó học vào và không cần con người training. Đấy là sự khác biệt. Và nó tạo ra thuật toán đơn toán phức tạp, là những cái mà mốc mà có thể mọi người hình dung một chút xíu là sau này nó là chính là cái base để mình có thể phát triển thành AI hoàn chỉnh. Rồi tới đây thì con mạn phép được giới thiệu đó là những loại AI nào. Thì hiện nay người ta chỉ phân biệt ba cái loại AI thôi. Thì loại AI đầu tiên là AI, thì tức là AI hẹp ấy, AI narrow AI, thì nó chỉ trong một số tác phủ nào thôi và đi chuyên sâu một số tác phủ và giới hạn bởi những cái tác phủ của nó thôi. Và hiện nay thì AI đang phục vụ trong nhiều ngành nghề lĩnh vực. Rồi tiếp theo thì hiện nay các công ty, các quốc gia và các chính phủ đang đầu tư vào đó là AGI, tức là một cái AI mà general, nó tương đương với lại trí thông minh của con người, nhưng mà tốc độ xử lý của nó gấp cả tỷ lần so với con người, tức là về mức độ thông minh nó tương đương với trí thông minh của con người, nhưng mà về tốc độ xử lý thì nó gấp hàng tỷ lần con người. Con người chúng ta chỉ học
ta học tính đơn vị bằng năm thì máy tính nó học tính đơn vị bằng giờ, bằng giờ, bằng phút. Hiện nay 72 quốc gia, con xin lỗi, đó là 72 công ty, tập đoàn hay là chính phủ đầu tư vào, tức là 72 dự án phát, tức là được công bố thôi, còn những cái dự án mà không được công bố thì đó là về AGI. Và hiện nay thì qua cái vụ án mà về OpenAI hiện mới vừa rồi, mọi người có theo dõi thì CEO của OpenAI bị sa thải đó, thì mọi người có cảm giác là AGI đã thành công đối với OpenAI và chưa được tiết lộ. Tiếp theo đó là ASI. Một khi ASI, đó là Super AI ra đời, thì nó vượt trội hẳn so với con người. Và nhà vật lý người Mỹ Stephen Hawking có nói rằng một phát triển hoàn chỉnh thì đó là dấu hiệu chấm hết đối với con người. Đó là dự đoán của nhà vật lý học Stephen Hawking thôi. Còn Elon Musk thì mọi người nhất hiện nay là tỷ phú nhất nhì thế giới, lúc thì ông này nhất, lúc thì ông kia xuống. Hiện nay là Elon Musk có nói rằng một khi AI có thể phát triển tới mức độ mà vời đó, thì chúng ta đang triệu hồi con quỷ. Chúng ta đang triệu hồi con quỷ. Đấy là tháng 3 năm 2023, là năm ngoái, thì có ký kết một cái kiểu như là cam kết và kêu gọi là chấm dứt các dự án phát triển về Super AI. Nhưng mà điều đấy có đạt được không? Thường con người mình sẽ rất là tò mò và tự động phát triển dự án nào đó ta không thể biết được. Về Narrow AI và Strong AI. Narrow AI chính là mình, lúc nãy mình thấy là nó tên là ANI. Rồi Strong AI thì nó là General AI. Thì Weak AI hay là Narrow AI tương đương với lại trí thông minh của con người. Tức là, nó tương đương với lại những cái tác vụ, một số tác vụ nhưng mà vượt trội con người ở các lĩnh vực chuyên môn của nó. Còn lấy ví dụ như là nó về chẩn đoán, ví dụ ung thư chẳng hạn, còn chưa biết nó phát triển nó như thế nào, nhưng mà ví dụ như chẩn đoán ung thư chẳng hạn thì nó sẽ là vượt trội so với một bác sĩ. Rồi, nhưng mà nó chỉ giới hạn trong cái tác vụ đấy thôi. Còn General AI thì tương đương trí thông minh của con người, nhưng mà nó vượt qua con người ở và cái tốc độ sử dụng hàng tỷ lần so với con người. Mới có tới Strong AI thôi. Còn Super AI thì hiện thấy hình có được để so sánh. Rồi, AI nó làm việc như thế nào? Thì có một học liệu từ Intercept. Thì nó cũng có input và output. Input của nó sẽ là, đối với con người, input của con người chính là những cái giác quan của con người mình cảm nhận được. Input của con người. Rồi sự nhận thức và giác quan của con người chính là đầu vào. Và sau đó quá trình xử lý của con người sẽ cho ra những cái phản ứng. Ví dụ như là phản ứng ra tay, ra chân, là những hành động hay là những suy nghĩ. Đấy là con người thì mọi người đều biết. Rồi, còn đối với lại một AI thì đầu vào của nó hơi khác một chút xíu ạ. NLP, NLP tính là Native Language Process, tức là xử lý về ngôn ngữ tự nhiên. Rồi nhận dạng giọng nói này, rồi nhận dạng các hình ảnh này. Và đặc biệt đó là
Big Data bỏ vào cho nó để bắt đầu nó tự học, nó truyền. Và nó đưa ra những cái gì nhỉ? Output hiện nay thì mọi người thấy là như là ChatGPT thì output đó là nó sự trả lời cho mình bằng dạng text, đúng không ạ? Nhưng mà sau này AI sẽ có những kiểu như là robotics chẳng hạn, hay là những cái hệ thống mà điều khiển, rồi những cái về những cái định hướng, những cái threat list, tức là những cái định hướng về những cái mạng chuyên biệt nào đó, thì tùy thuộc mà mình cho nó output cái gì thì nó sẽ sau này sẽ kết hợp. Thì mọi người sẽ có thắc mắc là ồ, một AI thì sau này mình điều khiển nó có thể thế nào, nó có thể là chấm hết cái sứ mạng của nó hay không, ví dụ một cái thiết bị như vậy. Thì khi mà các nhà khoa học dự đoán thì nếu như mà một super AI thì con người không kiểm toán, nếu như nó thả vào đó là những cái module gọi là phi đạo đức. Thông thường một cái chương trình truyền thống mọi người học trước đây đó là mình bắt đầu từ dữ liệu cộng với thuật toán thì cho chúng ta ra kết quả. Đấy, dữ liệu cộng với thuật toán thì cho ra kết quả. Nhưng mà đối với những chương trình sau này tiên tiến hơn, cải tiến hơn, sorry, traditional, cái đấy những miss chỗ này mọi người bị duplicate chỗ này một chút xíu ha. Đây là chính là của machine learning và sau này là AI. Thì AI dữ liệu cộng với kết quả thì nó biến thành một thuật toán mới của nó, tức là nó đang học. Truyền thống trước đây thì mọi người thấy là dữ liệu với thuật toán. Lấy ví dụ như là một bác xe ôm gõ vào Google Map từ nhà thờ Ba Chuông mình đi xuống nhà thờ Tân Định gõ cột, thì dữ liệu của Google Map họ sẽ lấy cái toàn bộ dữ liệu map của Sài Gòn này, sau đó thì nó sử dụng cái thuật toán tìm đường đi ngắn nhất hoặc là tìm đường đi nào mà ít kẻ xe nhất, nó sẽ có những cái thuật toán như vậy, tìm đường đi tối ưu chỉ cho bác xe ôm đi từ đây chạy xuống nhà thờ Tân Định sẽ đi qua đường nào. Đấy sẽ là vào dữ liệu của nó và thuật toán thì nó trả ra kết quả. Đối với AI sau này, dữ liệu nó sẽ cộng với kết quả thành công hay thất bại để nó đưa ra một thuật toán mới và nó tự học và nó thay đổi bản thân của nó. Đấy là một cái sự khác biệt cơ bản nhất. Rồi, quy trình của một AI nó sẽ học như thế nào? Dữ liệu đầu vào, thì mọi người sẽ thấy là AI luôn luôn liên kết với đó là dữ liệu. Một, và thông thường sẽ những làm việc trong cái lĩnh vực về khoa học dữ liệu sẽ là hướng AI. Tại vì AI không có dữ liệu thì coi như là trăng trơn, không có cái gì, cái bộ nhớ của nó không có cái gì cả. Rồi, dữ liệu đầu vào thì sẽ có cái gì? Nó có cái dạng tiếng nói, rồi dạng văn bản, image, hình ảnh, nhiều cái khác, âm thanh, hình ảnh, mình đều gọi là dữ liệu. Thì con phân tích một chút xíu về dữ liệu và thông tin ạ. Thông tin tất là tất cả những gì mình hiểu biết về một thực thể. Còn khi thông tin được lưu trữ trong máy tính dưới dạng digital thì nó trở thành dữ liệu. Và khi mình truy xuất dữ liệu, tập hợp dữ liệu thì trả ra thông tin. Như vậy con cập nhật một chút xíu về thông tin và dữ liệu. Rồi, dữ liệu thì có nhiều dạng, mình có thể lưu trữ ở dạng hình ảnh, âm thanh, rồi giọng nói hay là dạng văn bản. Khi đưa vào thì nó sẽ dùng các thuật toán và các cái rule của nó, các cái luật của nó để nó có thể, nó làm gì ở trong, nó xử lý. Xử lý xong nó cho ra cái outcome đó là thành công hay thất bại. Nếu thành công hay thất bại, sau đó nó sẽ
chuyển qua bước đó là lượng giá, đánh giá lại. Đánh giá lại ok cây này đã ok, ok hay chưa thì nó sẽ cân chỉnh lại các cái thông số. Và nếu mọi người tìm hiểu một chút xíu nữa thì cái mạng neuron thần kinh đối với máy tính ấy, thì nó chính là có những cái nốt để thông tin giữa hai nốt với nhau, và cái connection của nó có trọng số trong đấy, thì lúc đó nó sẽ điều chỉnh lại những cái thông số như vậy, và sau này chỉ cần một đầu vào như vậy thì nó trả ra kết quả chính xác hay không phụ thuộc vào việc mình training dữ liệu. Thì nếu như vậy thì những thành phần nào tạo ra một AI? Như con giới thiệu ngay lúc đầu, có hai cái mà con muốn giới thiệu kỹ thuật, đó là machine learning và deep learning. Đó là cái thuật toán chính, những cái công nghệ chính để có thể làm nên một cái AI. Còn neural network, nó chính là kỹ thuật lõi của chính deep learning. Rồi deep learning chính là một cái kỹ thuật lõi muốn chuyên sâu về của machine learning. Rồi ngoài ra nó còn phải một AI, nó còn phải có những cái module nữa, hay là một component của nó nữa, đó là chính là về mặt nhận dạng, như là giọng nói, hình ảnh, tất cả những đấy là nó phải nhận thức được, nó nhận dạng được, thì nó gọi chung đó là cognitive computing hoặc là computer vision, những cái như kiểu là mình cho phép nó có thể xử lý được cả hình ảnh, âm thanh, nhiều thứ ra. Và sau đó nữa là natural language processing, xử lý giọng nói như là giọng nói tự nhiên. Thì đây là những cái component chính của một AI. Con muốn nhắc tới một chút xíu về vấn đề đó là những cái thử thách của AI nhiều, nhưng mà con chỉ muốn đề cập tới một khía cạnh, đó là cái sự thiên vị trong thuật toán của AI, và một nữa đó là năng lực của máy tính hiện nay. Thì mọi người đều biết rằng AI nó xử lý đúng hay không, nó là ánh xạ của dữ liệu nó đã học được. Dữ liệu input đầu vào chính là nó ánh xạ ra cái hành động của nó sau. Thì sẽ nhiều nhà khoa học họ có nói rằng chính sẽ có cái sự thiên vị khi mà training cho AI. Còn lấy ví dụ như là nếu vào những người nào mà chính trị thì họ sẽ training cho AI để trả ra về phân biệt tôn giáo hay sắc tộc. Điều đó có thể xảy ra được, người ta gọi là thiên vị trong thuật toán. Khó mà kiểm soát một nhà khoa học có thể training cho AI một cách gọi là khách quan nhất. Vấn đề tiếp theo nữa đó là yêu cầu về high computer power, khả năng xử lý của computer. Thì theo thống kê hiện nay thì OpenAI đang còn mất khoảng GPU 10.000, tức là mọi người biết là GPU nó khác với CPU một chút xíu ha. GPU chính là graphics process unit, đơn vị xử lý về chuyên về graphics, thì nó phải mất 10.000. Và người ta thống kê là nếu như mà OpenAI hiện nay mọi người xử lý đi tìm kiếm chỉ cần bằng 1/10 của Google thôi, thì OpenAI, tức là bây giờ của Microsoft đầu tư, thì phải mất gần 50 tỷ Mỹ Kim để chỉ đầu tư vào này thôi. 50 tỷ Mỹ Kim nếu mà chỉ bằng 1/10 của Google. Rồi hai cái vấn đề con vừa mới nêu con muốn... Và vấn đề thứ ba, còn một vấn đề thứ ba con muốn nêu nữa, đó là một thử thách nữa, đó là về mặt pháp luật, về mặt legal. Thì hiện nay cũng có một số ý kiến, có một nước thì kêu gọi ngăn cấm AI, nhưng mà có một số thì
đang tranh cãi về vấn đề pháp lý. Còn lấy ví dụ như là tại Mỹ, một số bang đã đưa ra được ví dụ vấn đề một cái xe mà tự hành lái bằng AI, thì khi nó bị tai nạn giao thông thì pháp lý nó sẽ xử lý như thế nào? Hoặc là vấn đề một số nhà khoa học có nêu ra vài cái vấn đề, đó là mình sẽ ngăn chặn super AI bằng cách là chỉ phát triển ở trong phòng thí nghiệm thôi, và ngăn chặn nó không cho nó tiếp xúc với internet để cho nó tự học và nó phát triển, hoặc là gây hiểm họa. Đó là một đề xuất. Đề xuất thứ hai đó là cân chỉnh các cái giá trị của nó. Như lúc nãy nó tự học và cân chỉnh các giá trị, cân chỉnh các giá trị của nó để con người có thể control nó bằng những cái thông số mà mình cân chỉnh đấy. Và cái giải pháp thứ ba người ta đưa ra đó là bây giờ thì giải pháp thứ ba thì người ta muốn đó là cho AI nó sẽ chỉ có narrow thôi, không có thể general được. Thì nhưng mà về mặt con người mình thì quý vị có thể hiểu được rằng con người mình thường hay cái gì mà càng có thể cấm thì càng có thể phải tìm tới. Cũng đã cuộc sống đó phải được xây trên cuộc sống thật. Vì thì bây giờ chúng ta đã thấy ít nhất là những cái nét cơ bản thế nào là sống và cái nguy cơ tiềm tàng của sống ảo. Bây giờ thì đối lại thì là cuộc sống thật. Cuộc sống thật nó cũng từ cái lời dạy của Giê-xu đứng trên chiến lành là xin anh chị em chúng ta cùng xem lại ở trong cái tờ chương trình có gửi đến anh chị em đó. Chúng ta cũng có mấy câu thánh kinh xin vui lòng trong cái giờ phút này chúng ta lắng lòng lại để cùng nhau chúng ta đọc. Xin kính mời quý cha, quý tu sĩ và anh chị em, chúng ta sẽ cùng nhau đọc những cái trích đoạn lời Chúa với nhau ở trong cái tờ chương trình. Chúng ta có mấy câu đã xin đọc tiếng Việt với nhau để chúng ta có lời Chúa vang dội từ trên môi miệng của chúng ta. Ở cuối cái tờ chương trình bắt đầu từ Tin mừng của Thánh Matthew chương 16 câu 25. Xin mời quý cha và anh chị em ta cùng đọc. Chúa dạy: ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Matthew chương 16 câu 25. Bây giờ thì có một cái mô hình, có một cái mẫu mạng sống thật, cái lựa chọn sống thật. Đó cũng là cái câu mà chúng ta rất quen thuộc mỗi khi chúng ta hát Kinh Hòa Bình của Thánh Francisco Assisi: chính lúc chết đi là khi du sống muôn đời. Chúng ta cùng theo dõi cuộc sống thật. Con dõi bướm bài ca
Francisco đại diện cộng đoàn để dâng hương kính gia đình thánh chứng nhân Ulma. Tiểu sử của gia đình thánh chứng nhân Ulma. Bà Yuse Joseph Ulma sinh ngày 2 tháng 3 năm 1900 tại làng Matkova gần vùng Premis. Ông bà nội là Maxine Ulma và Francisca Ulma, vốn thuộc gia đình nông dân khá giả. Vào năm 1911, bà Yuse ghi danh học một số môn ở trường phổ thông. Bà tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Năm 17 tuổi, bà đã là thành viên Hiệp hội Công giáo Roma trong tổng giáo phận, với tôn chỉ vừa chuyên chăm cầu nguyện, vừa tích cực quyên góp tài chính, xây dựng và bảo trì các thánh đường. Bà còn là hội viên nhiệt tình của Hội Thanh niên Công giáo. Về sau, bà tham gia Hội Thanh niên Công giáo nông thôn. Lúc này, để nuôi sống gia đình, bà hành nghề quản thủ thư viện và nhiếp ảnh. Từ năm 1921 đến năm 1922, bà hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Từ ngày 1 tháng 11 năm 1929 đến 31 tháng 3 năm 1930, bà vào học tại Trường Nông nghiệp Quốc gia tại Pizen. Nhận bằng tốt nghiệp xong, bà khởi nghiệp vào thị trường trồng cây ăn trái, nuôi ong mật và dâu tằm. Năm 1933, bà nhận giải thưởng Nông gia sáng giá do Hội Nông nghiệp Địa hạt trao tặng. Bà là người đầu tiên đưa nguồn điện về vùng Matkova. Bà say mê với nghề nhiếp ảnh, đặc biệt khi có các cuộc lễ hội ngày mùa tại nông thôn. Tất cả các hình ảnh thân thương của sinh hoạt gia đình đều được bà cẩn thận ghi lại qua ống kính, vừa tinh tế vừa nghệ thuật, vừa trang chứa tình người. Ba là một cây viết được độc giả yêu thích trong một tuần báo tại địa phương. Má Victoria, nhũ danh Nimejak, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1912 tại một ngôi làng vùng Matkova. Ông bà ngoại là Jan Nimejak và Francisca Nimejak. Bà cố qua đời lúc má mới được 6 tuổi. Má học xong tiểu học và trung học tại quê nhà. Sau đó, má vào trường Đại học Dân trí tại thành phố Gác. Má là thành viên một nhóm sân khấu nghiệp dư trong làng, là một bà nội trợ có học vấn. Má tận tụy chăm sóc con cái, quán xuyến nhà cửa và mọi công việc trong gia đình. Nhờ chăm chỉ làm việc và khéo cần kiệm, gia đình Ulma gây dựng được một nông trại rộng 5 mẫu đất tại Vojlavice gần Sukar.
Ba Giuse và má Victoria thành hôn ngày 7 tháng 7 năm 1935. Từ tình yêu được Thiên Chúa chúc phúc qua bí tích hôn phối, 7 đóa hoa xinh đẹp tỏa hương khoe sắc trong gia đình Ulma. Gồm có chị hai Stanislava sinh ngày 18 tháng 7 năm 1936, chị ba Barbara sinh ngày 6 tháng 10. Anh năm Francis Yates sinh ngày 3 tháng 4 năm 1940. Anh sáu Anthony sinh ngày 6 tháng 6 năm 1941. 7 Maria sinh ngày 16 tháng 12 năm 1942. Và mới tháng tuổi vẫn đang còn trong bụng của má Victoria. Ngày 24 tháng 3 năm 1944, gia đình Ulma mở rộng cửa đón một gia đình Do Thái bị mật vụ Đức Quốc xã truy bắt vào ẩn trú trong mái ấm của mình. Ngay lập tức, cả gia đình Ulma bị xử bắn vì tội che giấu gia đình anh em Do Thái. Ngày 10 tháng 9 năm 1923, Đức Hồng Y Marcello Semeraro, trưởng Thánh Hội Chư Thánh Chính Nghĩa, cử hành thánh lễ tuyên chân phước toàn thể gia đình Ulma, gồm cả bé còn trong bụng mẹ, trước 30.000 người tham dự tại quê nhà ở ngôi làng Markova, Đông Nam Ba Lan. Lễ kính đệ gia đình đệ nhất chứng nhân Kitô là ngày 7 tháng 7, ngày kỷ niệm thành hôn của ba Giuse và má Victoria. Gia đình thánh chứng nhân xin để tỏ lòng tôn kính lần đầu tiên đối với một gia đình chứng nhân, chúng ta quen gọi là tử đạo, lần đầu tiên ở hội thánh. Xin kính mời quý cha, quý tu sĩ một lần nữa chúng ta cùng đứng lên. Mở cái tờ có cái bài hát để chúng ta cùng tham gia. Vậy. Xin ca đoàn bắt đầu rồi mọi người. Vậy. Ta hướng về vị thánh và chúng ta dâng những lời cầu nguyện thiết tha để các ngài chuyển cầu cho chúng ta. Mỗi gia đình chúng ta cũng có những cái nỗi niềm nó quen lắm với gia đình của thánh chứng nhân. Cảm ơn cộng đoàn, mời cộng đoàn an toàn.
hình như Giáng sinh đã bên ngoài cửa rồi. Đi qua các cửa hàng, chúng ta thấy ông già Noel, chúng ta nghe những bài nhạc Giáng sinh làm cho tuổi thơ của chúng ta sống lại. Và bây giờ xin mời quý cha, quý tu sĩ âm nữ và chị em thưởng thức một số giai điệu Giáng sinh rất thân quen. Mùa vọng là khởi đầu của năm phụng vụ. Hội Thánh mời gọi các tín hữu chuẩn bị tâm hồn sốt sắng, tràn đầy niềm hy vọng và hân hoan để đón đấng cứu thế giáng trần. Trong tâm tình của mùa vọng, ca đoàn Thánh Linh kính mời quý cộng đoàn cùng làm sống lại bầu khí thinh lặng và tâm tình thao thức chờ mong Chúa đến lần thứ nhất, được diễn tả rất sâu lắng qua bài thánh ca Waiting in Silence, chờ đợi trong thinh lặng. Lạy Chúa, chúng con đang sống trong bầu khí thinh lặng và hy vọng để chờ mong Chúa đến. Chúng con là dân của Ngài, chúng con mong chờ đấng Emmanuel. Chúng con phó thác nơi tình yêu của Chúa. Lạy Chúa, Ngài là mặt trời công lý, hoàng tử hòa bình, hiện thân của thông thái, là chìa khóa của nhà David, là đóa hoa tươi đẹp của dòng họ Jesse. Xin Ngài hãy đến đem công lý cho trần gian, dạy bảo chúng con tìm kiếm sự thật và đường dẫn đến sự sống. Chúa ơi, hồn con khát khao Ngài. Maranatha, lạy Chúa, xin hãy đến với chúng con. Waiting in silence, waiting in
Immanuel. Đấng Immanuel xin Ngài hãy đến. Đấng Immanuel xin hãy đến để giải thoát dân Israel đang khóc than cho thân phận lưu đày và mong chờ con Thiên Chúa xuất hiện. Đấng khôn ngoan từ trời cao xin hãy đến. Ngài là đấng quyền năng đã sáng tạo vạn vật trong vũ trụ, dạy chúng con hiểu biết đường đến chân lý. Hỡi Israel, hãy vui mừng lên vì đấng Immanuel sẽ đến với người. Niềm vui cho thế giới. Chúa đến ban cho thế giới được vui mừng. Muôn dân hãy ngân đón Đức Vua, dọn tâm hồn để đón chào Chúa đến. Trời và đất cùng hát vang. Địa cầu hãy vui lên. Đấng cứu thế cai trị thế giới bằng sự thật và ân sủng, và làm cho muôn dân nhận biết đức công chính, tình yêu và những kỳ công của Thiên Chúa. Let us receive, O King, let us.
angels sing, and heaven angels sing, and heaven and heaven angels sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let all souls fall in hills and frost, frost hills and plains. Repeat the sound in joy. Repeat the sound in joy. Angels we have heard on high. Chúng con nghe tiếng hát thiên thần từ trời cao. Chúng con nghe tiếng hát của các thiên thần từ trời cao vang vọng khắp núi đồi, vinh danh Thiên Chúa trên trời. Nào, các mục đồng hãy đến Bethlehem thờ lạy hài nhi Giêsu, vị vua mới sinh nằm trong máng cỏ. Gloria in excelsis Deo, vinh danh Thiên Chúa trên trời. Angels we have heard on high, sweetly singing all the plains, and the mountains in reply, echo back their joyous strains.
cộng đoàn. Chúng ta cùng nhau vỗ tay lời cuối cùng ạ. Có thể lớn lên được không ạ? Vâng, chúng ta thấy bé lại. Và như vậy thì cũng gần tới cái lúc kết thúc buổi. Không có gì khác hơn là trở lại cái tuổi thơ, trở lại cái tuổi hồn nhiên, lúc chúng ta được Thiên Chúa sáng tạo giống hình ảnh của Chúa. Tại sao nên nông nổi hiện nay? Tại sao có sừng, có nanh, có móng, có vuốt? Tại sao Chúa chấp trong trái tim mà Chúa đã sáng tạo, đáng lẽ đầy ấp tình yêu, bây giờ là hận thù cay đắng? Tại sao? Chúng ta có câu trả lời rồi. Tại vì sau khi tổ tông chúng ta là hai cụ tổ Adam Eva đã nghi ngờ lời đầy thương yêu của Chúa, con ơi, cả cái vũ trụ càn khôn này, cả công trình sáng tạo này trao cho chúng con, nhưng trừ có một cái giới hạn, cái cây biết lành giữ, chúng ta gọi là cái trái cấm, thật ra nó là cái giới hạn cuối cùng để phân biệt giữa tạo hóa và thụ tạo. Không thể nào xóa cái lằn ranh đó mà an toàn được hết, vì tất cả chúng ta từ cái hơi thở cho đến tất cả những cái khí trời, cho tất cả nước uống, cho tất cả cái hệ thống tuần hoàn hô hấp tiêu hóa, và chúng ta đã có cảm nghiệm là hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa, bởi vì đơn giản chúng ta đã được Chúa thương yêu sáng tạo từ hư không. Nếu Chúa rút lại cái thần khí của Chúa, Thánh Vịnh nói, cả chúng ta và cả vũ trụ càn khôn này trở về lại con số không. Ý thế mà chúng ta đã nghe theo ác tà. Thiên Chúa đùa thôi, Thiên Chúa không có làm chuyện như là Chúa nói đâu, không chết đâu, thử đi. Và bây giờ cái trái cấm là cái AI bây giờ. Thì cái cấm nó rất là hấp dẫn. Ở trong sách Sáng Thế, bà tổ mẫu của chúng ta nói, nhìn thì thấy bắt mắt, ngửi thì thơm, và hái ăn thấy là rất là ngọt ngào, nhưng nuốt vào thì hậu quả khôn lường. Chẳng những là bà tổ mẫu đã hái, đã ăn, mà còn về dùng quyền lực mềm, dùng nước mắt để lôi kéo thêm ông tổ phụ của chúng ta nữa.
thôi thì chúng ta không có cái thẩm quyền để phán xét, hãy để cho Chúa phán xét. Nhưng bây giờ là cái niềm hy vọng đã có qua đứng Emmanuel. Vì chúng ta đang mong chờ Ngài. Chỉ có Ngài mới giải quyết mọi vấn đề của chúng ta. Vấn đề mà giữa cá nhân, giữa các gia đình, giữa các dòng họ, giữa các tôn giáo, giữa các dân tộc, cái mối thù truyền kiếp giữa hai anh em là Jacob và Esau bây giờ nó đang bùng ra ở giữa Israel và người Palestine, giữa những người Kitô hữu và những người các tôn giáo khác, đặc biệt là Hồi giáo, cùng thờ một cha nhưng mà nhân danh cha của mình với nhiều cái tước khác nhau để giết hại nhau. Thử hỏi người cha đau đớn biết chừng nào. Và không nói là người ngoài mà ngay trong Kitô hữu chúng ta, đây cũng là lúc để chúng tôi và anh chị em, chúng tôi tức là những người Chúa thương cho làm chủ chăn anh chị em và cả anh chị em ta cùng, là cái dịp để suy nghĩ hồi tâm trong cái ngày hồi tâm này. Khi Chúa nói tôi đến ban cho mọi người được sống sung mãn, Gioan 10:10, thì cái sự sống sung mãn thứ nhất là nó phải mặc định là sống thật, xin sống thật với nhau. Đừng nên hóa trang, đừng nên đeo theo vào nhiều cái mặt nạ, đừng diễn nữa, hãy sống thật với nhau. Sống thật với Chúa như thế nào, xin cũng hãy sống thật với nhau như vậy. Xin cho có một phút nhìn vào mắt của nhau và nói những gì mà thật. Cái trái tim con người, trái tim mà cái mô hình là trái tim Chúa Giêsu luôn xúc động vì cái đứa con trai duy nhất của bà quá, mẹ quá con coi qua đời. Xúc động vì hàng ngàn người đi nghe lời Chúa, đi dự lễ, đi hành hương mà lại bụng đói cao, không có gì bỏ bụng. Hãy lo cho họ ăn đi. Và tiếp tục cái xúc động đó cho đến nỗi sẵn sàng để thí mạng cho những người anh chị em đồng loại tội lỗi của mình khi Chúa chấp nhận chịu căng thay trên thánh giá. Thưa anh chị em, bây giờ thì chúng ta nhìn đồng hồ cũng đã thấy xiết xoát đến cái thời gian chúng ta sẽ tạm dừng sinh hoạt ở trên cái hội trường này để chúng ta xuống nhà thờ và chuẩn bị thánh lễ. Nhưng trước khi anh chị em ra đi, xin có hai lời nhắn như thế này. Đoàn chúng tôi đó rất vui lòng nếu như có giáo xứ nào mời, chúng tôi sẽ diễn lại. Tất nhiên phải qua cha xứ cho phép. Chúng tôi sẽ là cái đoàn lưu diễn trong mùa vọng này. Kịch bản có thể thêm bớt, nhưng mà như thế này, nếu anh chị em thấy thích, xin thưa với cha xứ và chỉ cần nói chúng tôi sẽ đến làm tại giáo xứ để nhiều anh chị em chưa có dịp đến đây được thưởng thức. Kế đến là các cộng đoàn tu trì. Xin quý thầy, quý dì, quý cha, nếu có yêu cầu, chỉ cần có người xem là chúng tôi đến diễn. Hai ba cha, hai ba thầy, hai ba cha ở nhà hưu chúng tôi cũng tới rất hân hạnh để cho mọi người chia sẻ. Kịch bản y như vậy, chúng tôi sẽ điều tiết lại chút xíu. Hay là một hội đoàn nào, hội các bà mẹ công giáo, hội Lijo Marie, hội các cái hiện mẫu, hội các ông Liên Minh Thánh Tâm, hội dòng ba, hay là các bất cứ hội nào, chỉ cần có người muốn xem, muốn nghe chúng tôi đến diễn, không đặt thành vấn đề là phải cử tòa đông, không đặt cái vấn đề thù lao, không bất kỳ một cái điều kiện nào, được cái dịp để chúng ta chia sẻ lời Chúa cho nhau. Đó. Con xin cảm ơn cha Vinh Sơn đã có mặt từ đầu đến nay. Xin cha tiếp tục cầu nguyện chúc lành cho chúng con, vì đây cũng là những người học trò của cha trong các lớp giáo huấn xã hội. Tuần rồi chúng ta được bữa tiệc lớn do cha Vinh Sơn tổ chức ở tại Thanh Đa. Tuần này thêm một cái bữa nhỡ nữa, rồi hy vọng sẽ còn nhiều bữa nữa. Và có nhiều anh chị em hôm nay ở rất xa, xin mời bốn anh em ở cái nơi ở bên Tây, là xin mời bốn anh em lên đây. Bên Tây. Dạ, xin mời bốn anh em lên ngay dùng cho cha.
lên đây. Và nếu sau đó có ai xa hơn nữa thì xin lên để tranh về cái công đi tham dự. Vâng, đây là bạn Dũng, bạn Phương là hai. Thứ ba là, xin mời các bạn lên. Vâng, vâng. Xin lên. Vâng. Xin các bạn 2 phút để tự giới thiệu mình. Con xin kính chào quý cha, quý sơ, quý tu sĩ và quý anh chị em có mặt ở đây. Anh em chúng con ở Tây Ninh, còn một bạn nữa dưới kia mắc cỡ tên học là giáo viên toán cấp 2 mà khép nép, sợ sệt, sợ học trò nó cười. Con là giáo viên âm nhạc, học trò của cha ở Tây Ninh. Anh em chúng con ở đây cũng đều ở Tây Ninh hết. Con xin kính chào, xin được quý ông bà anh chị em, con xin lỗi cha nữa. Xin cho chúng con một lời cầu nguyện để chúng con kiên trì đeo đuổi những cái ước mơ mà cha đã ươm mủ trên tim óc chúng con. Xin cho con hết. Dạ. Thôi con xin đại diện, con giới thiệu đây là bạn Hà, là kỹ sư tin học nhưng bây giờ để làm nghề cơ khí. Còn đây là họa sĩ chuyên môn đi ăn cắp tranh và vẽ lại bán ở nước ngoài. Các họa sĩ nổi tiếng thế giới, các danh họa và các tác phẩm là đưa vào tay ông này là ra kia là thành đô la hết. Vâng, là họa sĩ. Còn đây là bà xã của ông xã dưới kia. Ông xã kia mắc cỡ, bà xã nói nhỉ, đây tên Yến. Dưới kia là thầy học. Đây là bạn Dũng, họa sĩ. Đây là bạn Hà, là cử nhân tiên học đi làm nghề hàn xì. Dạ, thưa con xin hết. Tôi xin cảm ơn các bạn. Vâng, xin mời các bạn về chỗ. Kế đến, xin không biết có ai xa hơn những người bạn này tiêu biểu như là một giáo xứ nào thật xa so với cái vị trí của khán đài này. Xin có lời mời quý thầy, xin thầy con, có ai đi cùng với con mời luôn, nhìn xuống có anh em nào là các lớp con mời lên luôn. Mời có ai tu sĩ thì mời lên cùng luôn. Còn là, thực sự con cũng thấy cha. Còn là, con thì xin giới thiệu mọi người, con là tu sĩ An Tôn Trần Đình Trung, quê ở Hà Tĩnh và thuộc tu hội nhập thế Tịnh Hiền Truyền Giáo. Là xin hết, xin chân thành cảm ơn. Cho xin thay lời thầy mời, ở trong khán phòng này có ai là tu sĩ nam nữ, xin vui lòng lên. Vậy thầy xin cảm ơn thầy. Ngoài ra xin mời là nếu như có ai đang làm việc trong giáo học thì xin vui lòng lên để chia sẻ một ý kiến trong 2 phút. Vì vừa rồi cái bài của bạn Phêrô Đoàn thì có gây nên cái phản ứng gì cho anh chị em không? Chúng ta chỉ còn 5 phút nữa là chúng ta kết thúc chương trình. Xin mời anh chị em nào có cảm hứng đang làm việc trong tin học hay là liên quan, xin cho 2 phút để chia sẻ. Vâng, xin mời anh. Đây là anh Yuse Thiện là kiến và là kiến trúc sư, xin mời anh lên đây. Vâng, trên 2 phút. Dạ, con kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các bạn. Hôm nay con rất thích là cái buổi nói về trí tuệ nhân tạo AI. Thì mới hôm qua đây con muốn tham dự một cuộc hội thảo chuyên đề thiết kế trong kiến trúc hoặc sử dụng trí tuệ nhân tạo. Hiện nay nó rất nhanh và có lẽ là những kiến trúc sư sắp tới là sẽ phải học thêm về cái sử dụng những phần mềm để ứng dụng nó. Để không biết cái bạn hồi nãy nói chuyện đây còn đây không cha? Dạ, thì đặt cái vấn đề là vậy, hiện nay đó
mình thường thường hay thắc mắc điều gì đó là mình hỏi Google, và mới nhất là GPT là cấp 3 và coi như là đại học luôn, là trí tuệ nhân tạo AI. Thì hiện nay như vậy thì người ta đang lo lắng, như hồi nãy cái bạn nói bài đã có nói rằng là không biết rằng là con người có làm chủ được không, và điều đó là điều rất là nguy hiểm. Và những cái hội nghị hôm qua con đi tham dự thì nói rằng là người ta không thể kiểm soát được đầu ra. Thưa cha, hiện nay đang là kiểm soát được đầu ra là do là mình cung cấp những dữ liệu gì nó sẽ ra cái đó, thì cái đó là mình còn kiểm soát được đầu ra sẽ, tức là 24 nè, tại vì họ bảo rằng là nó phát triển theo từng ngày và từng giờ. Tôi đang là nói gì đây, là về nhà tôi lên mạng là tôi thấy mới nữa, và người ta lo lắng là không kiểm soát được. Đó là một trong những điều mà con tưởng là cái bạn nói bài còn nói thì bạn nó sẽ giải thích thêm được cái điều đó, nói rõ hơn để sáng tỏ hơn điều đó. Và nếu mà mình cứ nghĩ rằng là mình cho dữ liệu đầu vào là thế này thì nó sẽ ra, đầu ra thì mình còn kiểm soát được, nhưng mà đến một lúc nó làm theo nó không kiểm soát đầu ra, thì ví dụ như ảnh có một cái đoạn video clip đó, thì những anh đó anh bắn rồi đánh thì nó bắn đúng luôn, huấn luyện rồi, nó kiểm soát đầu ra rồi. Nhưng mà cái video đó theo con nghĩ năm 2024 á thì nó bắn luôn cả người huấn luyện nó. Đó là một trong những điều mà có đang là tính là dạ, xin hết ạ. Cảm ơn anh kiến trúc sư Yuse Trần Trung Thiện. Anh cũng là một thành viên rất tích cực trong các lớp giáo huấn xã hội, kể cả bên Ba Chuông và Kỳ Đồng, cũng là học trò của cha của Vinh Sơn. Bây giờ thì chúng tôi cũng thấy rằng vừa rồi có cái nước uống cũng đặc biệt lắm, cũng chắc chắn là rất là an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì bây giờ thì xin cô Trang, xin mời cô Trang lên chút xíu thôi, một phút cô Trang. Cũng là người trong nhóm giáo xã hội và rất là thấm nhuần giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco Laudato Si là môi trường sạch, cho nên làm đồ ăn thức uống rất sạch. Xin cô một phút để nói cái món đó là món gì, nước uống á. Dạ, con kính chào quý cha, quý sơ. Dạ, nước uống của con thì nó chỉ là cái dâu tằm Đà Lạt thôi, con nấu lên. Con pha chút trà, chút tắc vô thôi ạ. Có vậy thôi chứ không có cho cái... Nói chung ra là không có sử dụng cái sirup. Thì con chỉ làm nó là nguyên chất. Dạ, thôi con xin hết. Cảm ơn Phật. Thánh Giuse là bổn mạng của con đó. Tại vì Ngài có nuôi dâu tằm, thì con lấy trong cái cây dâu tằm nó cũng có cái hoa đó, có hai loại dâu, là dâu Đà Lạt mình quen rồi, còn dâu, và hôm nay mình uống cái nước siro dâu tằm, tự nhiên mình lại nhớ đến ông Thánh Giuse Ulma là có nuôi tằm để dệt vải. Thành ra trong cái bài hát á là có cái câu đó là tầm tơ áo trắng kêu xa, nghe cái giọng thân thương của Huệ, Huệ thơm, Huệ ngọt. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ xin cha của Vinh Sơn cũng cho một chút cái chia sẻ cha, vì cha cũng có việc vội, cha sắp ra về. Trước tiên kính mời cha Vinh Sơn. Con cảm ơn cha, các anh chị. Trong một cái thế giới mà chúng ta thấy nó biến chuyển nhanh như vậy đấy, chắc là hôm nay trong cái một giờ thuyết trình của một chuyên viên về IT và sử dụng quá nhiều các cái danh từ chuyên môn, chắc chắn là một số cho anh em mình, bản thân con nghe cũng không kịp, tại âm thanh nó cũng hơi bị, và cái tông của thuyết trình viên cũng quá trầm, cho nên chắc rằng là nếu được đề nghị đó thì con xin cha Francisco với tổ chức một cái buổi mà nói chuyện là một cách nó
nó phổ thông hơn và dùng từ ngữ nó cho quần chúng hiểu hơn. Chứ còn dùng phải nói là con theo dõi khá mệt theo cái bài thuyết trình đó, mặc dù đó là một bài thuyết trình tổng quát và rất là có ích. Nhưng mà nếu dừng ở đó thì con nghĩ rằng là chúng ta chưa có đi tiếp được, cho nên nhân tiện cha cô mời cha giáo mời con phát biểu thì con cũng xin phép phát biểu như vậy. Cái thứ hai nữa là một thế giới nó đi nhanh như vậy đó, hồi nãy anh Thiện anh bảo là cứ mỗi một, không phải mỗi một ngày mới là mỗi một giờ nó đổi rồi, mỗi một giờ nó đổi rồi. Cho nên người Kitô hữu của chúng ta lại phải dám can đảm đi ngược lại với thế giới bằng cách là chúng ta phải biết dừng. Và những buổi như vậy là những buổi dừng rất là cần thiết. Không, hội thánh và môn tu đức không có sai lầm đâu. Khi mà bắt anh em tu sĩ chúng tôi một ngày phải dừng lại bao nhiêu giờ, chúng tôi có buộc luật buộc là một giờ dừng lại trong thinh lặng trước thánh thể. Ngoài ra còn nhiều giờ nữa, một tuần, một tháng phải dừng lại một ngày, một năm phải dừng lại 7 ngày, dừng trong thinh lặng để đối diện với Chúa và để được nghe tiếng của Chúa. Cho nên một khi chúng ta quan sát thấy nó đi nhanh như thế thì chúng ta càng phải làm đi ngược lại để chúng ta được gặp gỡ Chúa, để chúng ta được gặp gỡ nhau. Ngày hôm nay thì cái bài đọc 1 Isaiah cũng như là bài tin mừng thì nhấn mạnh đến một cái câu của Isaiah nói rồi Gioan Tẩy Giả nói lại, tức là phải mở một cái con đường thẳng cho Chúa đi, đường cong queo thì để thẳng lại, đồi núi thì san bằng, hố sâu thì lấp. Thì chỉ xin chia sẻ với các anh chị rằng là chúng ta có những cái cong queo của cuộc đời mình. Thứ nhất là cái con đường của mình bị chặn lại bởi bọn cướp, nó ở dọc đường. Câu chuyện từ Jerusalem xuống Jericho, cái gian ác, cái sự gian ác của thế gian này nó chặn chúng mình lại. Thì chúng ta phải biết, phải cố gắng xin ơn Chúa để mà vượt qua được cái nút chặn đó. Cái thứ hai nữa là cái sự gian ác, cái sự lọc lừa của thế gian này, cái sự ích kỷ của trong lòng chúng ta làm chúng ta mờ mắt và điếc tai, không thấy cái người anh em mình bị đánh ở bên vệ đường, giờ sống giờ chết. Và cái con đường trong lòng mình nó cong cho đến độ mà chúng ta tránh sang chỗ khác để mà đi. Hôm nay thì xin chia sẻ với các anh chị là lời Chúa thúc đẩy bản thân tôi từ sáng đến giờ cũng cứ chăn trở với cái điều đó, chăn trở với cái nút chặn, nó chặn ngay trước mặt mình. Nhưng mà ở đây có anh Trực này, là chắc là anh mấy ngày nay anh đang có cái kinh nghiệm của một nút chặn ngay tại vườn rau Lộc Hưng, chặn ngay trước mặt mình, không cho mình đi, không cho mình sống. Và chúng ta cũng đang có một cái kinh nghiệm là không thấy, không nghe tiếng than thở của anh em. Và rồi chúng ta cũng đang có cái kinh nghiệm chúng ta tìm cách đi vòng. Vâng, xin bẻ thẳng lại, xin mở mắt ra và xin nhìn thấy anh em của chúng mình. Cảm ơn cha, cảm ơn các anh chị. Chúng con hết lòng cảm ơn cha của Vinh Sơ để chia sẻ những cái cảm nhận rất là thánh thiêng, rất là tốt đẹp. Thưa anh chị em, bây giờ cũng đã đến giờ chúng ta tạm thời chia tay để thánh lễ ở dưới nhà thờ, thánh lễ ngày Chủ nhật thứ hai mùa vọng. Tôi sẽ chủ sự thánh lễ cầu cho tất cả anh chị em tham dự hôm nay về 5:30 tại nhà thờ giáo xứ bên dưới. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được phép để xin thưa lại là cái quà tặng đó, là trong đó nó sẽ có cái bức hình đúng cái bức hình của cái lễ phong chân phước. Cái bức hình ở trên trên này là của một vị họa sĩ thuộc giáo xứ Đam Minh phỏng họa lại. Còn cái bức hình ở trong cái bức tranh tặng cho anh chị em đó là có tiểu sử đó,
là bức hình thật trong bữa lễ thôn Trương Phước hồi tháng 10 vừa qua. Rồi cái thứ hai nữa là cái bức tranh do Thánh Giuse là nhiếp ảnh chụp thì rất thật ở trong gia đình đó. Là cái... rồi cái đó ở bên cái tờ nữa là có cũng bức tranh do họa sĩ Lê Hiếu họa lại. Và đằng sau là có bài Thánh ca kính gia đình Thánh chứng nhân, tức là Thánh tử đạo ở Unma, xin kính tặng chị em, để chị em để trong gia đình, để chị em có thể kêu cầu Ngài. Xin phép có hai gợi ý tôn gia đình này. Người Anh có một cái câu châm ngôn là ai đến trước là xin phục vụ trước, first come, first serve. Thường thường là cho xin hỏi anh thường cầu nguyện, anh thường khấn xin với vị nào, bất cứ vị nào anh thường là cái vị mà anh ưng ý hay cầu nguyện nhất, cứ nói danh tánh vị đó. Tại con bụng mạng thành mắt thiêu, con cầu mắt thiêu. Chị ơi, chị thường khấn xin với vị nào? Khấn xin với vị nào chứ? Khấn xin với vị nào trong cái lời cầu nguyện? Dạ, dạ thường con cầu nguyện với Chúa chứ. Chị khấn xin ai vậy? Con thường khấn xin mẹ Maria. Quá tốt, bởi vì mẹ Maria là con nữ vương thiên đàng, rồi là mẹ Đức Chúa Trời, mẹ Chúa Giêsu, rồi lại có những vị khấn thánh Giuse, thánh Phêrô, vân vân. Nhưng xin thưa, khi chúng ta nộp đơn thì cái chồng đơn nó đã như núi rồi. Rồi thì khi vị thiên thần phụ tá cho các ngài, đến giờ làm việc quan lớn tới, lật hồ sơ xuống, bao giờ mới tới cái đơn? Lâu lắm, thánh này chưa có ai nộp đơn hết à? Nộp đơn ngay, giải quyết ngay thưa cha Vinh Sơn. Mà những 9 người, trong đó ông gọi là Ba Du Xe là bổn mạng nhiều nghề lắm. Vì bằng ấy miệng ăn, ngài phải làm thứ nhất là trồng cây ăn trái, nhưng giống bán như giống ở mấy cái chỗ bán giống cây á. Ngài lại có công dẫn điện lực á, về làng để thắp sáng lên. Ngài lại nuôi ông Mật. Ở trong cái hình á, cái hình mà tặng cho chị em có cái tổ ong. Rồi lại nuôi dâu tầm. Hồi nãy chúng ta uống cái nước dâu tầm á, chứ không phải dâu Đà Lạt nha. Nó đặc sắc lắm. Ngài lại làm nghề nhiếp ảnh, ngài lại làm thủ thư, ngài viết báo, báo Đức Mẹ Cứu Giúp hay là Đức Trái Tim Đức Mẹ chi đâu không biết. Ngài lại còn tích cực tham gia các hội đoàn đi quyên tiền để xây và bảo trì nhà thờ. Làm nhiều nghề lắm, cho nên ai cũng thấy ngài làm bổn mạng được. Má Victoria tốt nghiệp đại học, nhưng từ khi lấy chồng thì quyết định ở nhà nuôi con, không có suy nghĩ lần thứ hai. Vì thế Đức cả ba trai ba gái và trong bụng nữa cũng là rất là xinh đẹp dễ thương. Vậy thì bây giờ từng em bé một, đặc biệt bé út trong bụng 8 tháng trong bụng sẽ là bổn mạng để đừng phá thai. Xin vui lòng đừng phá thai, vì thánh đó phá thai là vi phạm điều răn thứ 5 Đức Chúa Trời. Xin thánh út, thánh em út không biết là danh tánh là gì, nhưng em út bảo trợ cho trường hợp những bé chưa sinh ra mà người ta đã có ý định giết đi. Và nhiều vị khác xin cứ nộp đơn vào Ba Giuse, Má Victoria và tất cả đều có danh tánh ở trong cái danh sách này đó. Và nếu như có những bé nào mới thì xin nhận làm bổn mạng đi. Linh lắm, thiên lắm, và nhất là giải quyết liền, vì chưa có ai nộp đơn hết. Nộp vào là giải quyết liền. Cứ tin tôi đi. Và xin cảm ơn một lần nữa cha Vinh Sơn và tất cả anh chị em. Và bây giờ là đến cái phần tri ân. Xin mời MC Thanh Thanh. Vâng. Và sau đây em con xin mời xin
để mà tri ân tặng hoa cho cha Francisco và những người đã tham gia buổi thuyết trình ngày hôm nay. Em mời chị. Và con mời cha Francisco lên đây để chúng con có thể được thể hiện. Dạ, chương trình Tĩnh Tâm Mùa Vọng năm 2023 đến đây xin được phép khép lại. Trong niềm hân hoan và hy vọng có thể mang lại những giây phút lắng đọng trong lòng mọi người. Một lần nữa, con xin được phép thay mặt ban tổ chức gửi lời tri ân sâu sắc đến quý tu sĩ cùng toàn thể anh chị em. Và đặc biệt, chúng con xin cảm ơn chân thành đến cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Tính, dòng Đa Minh, giám đốc trung tâm mục vụ giáo xứ Thánh Đa Minh. Ông Đa Minh Nguyễn Văn Tuấn, chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ Thánh Đa Minh. Ông Giuse Lê Quốc Vương, chuyên trách kỹ thuật trung tâm mục vụ giáo xứ Thánh Đa Minh. Và con cũng xin mời cha Francisco cầu nguyện để bế mạc cho chương trình của chúng con. Con xin kính mời cha Vinh Sơn và anh chị em đã vui lòng đứng lên để hồi tâm trong giây lát. Ta hướng về những ảnh của Chúa Giêsu Kitô nơi các vị chứng nhân gia đình Ulma cũng vì yêu mà đáp của gia đình chứng nhân Ulma. Xin Chúa chúc lành cho cha Vinh Sơn và anh chị em chúng ta đặc biệt có một mùa vọng thật là ơn phước. Nhân danh cha và con và thánh thần, amen. Sáng danh Đức Chúa Cha. Và bây giờ và hằng có và đời đời sẵn cùng, amen. Xin cha Vinh Sơn vui lòng chúc lành cho anh chị em chúng con trước khi chúng con ra về. Cảm ơn cha. Cảm ơn cha. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em. Nào ta chúc tụng Chúa.